đứng thứ hai trong cơ cấu kinh tế của thành phố Vũng Tàu sau thương mại dịch vụ. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố Vũng Tàu, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu kinh tế Vũng Tàu. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch. Nỗ lực phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, số cơ sở doanh nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mới hình thành trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chiếm khoảng 5% trong tổng số cơ sở doanh nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện có. Cùng với khu công nghiệp Đông Xuyên, khu công nghiệp Hóa Dầu Long Sơn triển khai xây dựng hạ tầng vào năm 2018 và cuối năm 2022 đã đưa vào hoạt động. Cơ cấu kinh tế của thành phố Vũng Tàu đã từng bước chuyển dịch đúng hướng với trọng tâm là thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hải sản. Chiếm tỷ trọng ở vị trí thứ hai, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện có 1.360 cơ sở doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài khu công nghiệp. Trong số này, cơ sở doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dầu khí chiếm 1/3, 2/3 thuộc ngành may mặc, chế biến gỗ, hải sản, đóng tàu, cơ khí, luyện cán thép. Bước vào giai đoạn phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, khó khăn thách thức vẫn chồng chất như giá nguyên nhiên liệu, thị trường tài chính biến động liên tục, lạm phát lan rộng toàn cầu khiến mọi người thêm thắt chặt chi tiêu, nhu cầu tiêu dùng bị thu hẹp. Hầu hết các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bị sụt giảm đơn hàng, bị nghẽn về tài chính. Thế nhưng, các cơ sở doanh nghiệp đã linh hoạt vượt xoáy bằng nhiều hình thức. Trong đó có giải pháp mạnh dạn giảm lợi nhuận, bù lỗ để ổn định nhân lực, duy trì hoạt động, giữ vững thị trường. Đơn vị có cái nguồn công việc và tạo cho cái đơn vị có cái nguồn tài chính để duy trì sản xuất ổn định. Từ đó là duy trì được cái nguồn thu nhập ổn định cho người lao động yên tâm công tác. Trong năm 2022 thì so với năm 2021 thì có khởi sắc hơn, chúng tôi cũng đảm bảo nguồn thu để duy trì công ty. Ở phía công ty thì cố gắng xoay cái trục, đó là ngoài cái việc sản xuất cho xuất khẩu thì chúng tôi cũng sản xuất cho cái mạng nội địa để đảm bảo cái việc làm cho công nhân. Đó là cái sự nỗ lực mà chúng tôi có thể kiểm soát về phía nội bộ. Với những doanh nghiệp dầu khí, tùy vào lĩnh vực hoạt động, từng doanh nghiệp đã nỗ lực mở rộng ngành nghề, chuyển đổi sản phẩm, phương thức hoạt động để tìm kiếm khách hàng mới, không để phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu đơn hàng truyền thống. Cái quan trọng nhất khi mà một doanh nghiệp tham gia thị trường thì phải tạo được giá trị cho khách hàng. Đó thì với cái lĩnh vực cơ khí, thiết bị nâng hạ thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng nâng cấp hơn nữa cái chất lượng sản phẩm, để làm sao đấy nó đạt được cái tiêu chuẩn cao nhất trong cái ngành dầu khí về cái tuân thủ các biện pháp an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế. Cái thị trường mà cơ khí ấy, thì chúng tôi đã mở rộng sang rất nhiều nước trên thế giới chứ không còn phục vụ riêng cho lĩnh vực dầu khí trong nước nữa. Dịch bệnh được kiểm soát là tháng 10 năm 21. Đến giờ thì tình hình công ty phát triển rất là tốt, cũng như xu hướng của xã hội thì khi mà dịch bệnh kéo một cái thời gian rất là dài thì cái công việc nó bị tồn đọng, cho nên là toàn bộ những cái việc mà đang triển khai dở dang cũng như cái công việc mới thì trên thị trường rất là rầm rộ, cho nên là doanh nghiệp mình thì cũng rất là nhiều việc.
Cùng với nỗ lực phục hồi của cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở ban ngành, cơ quan chuyên môn cũng luôn đồng hành và hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp cải thiện năng lực sản xuất, kinh doanh, từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu thực tế. Sau 4 năm thi công, cuối tháng 11/2022, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn LSB đã đưa những hạng mục đầu tiên của tổ hợp hóa dầu miền Nam bao gồm cụm cảng, bồn bể chuyên dụng và nhà máy tiện ích trung tâm vào hoạt động. Việc đi vào vận hành các hạng mục quan trọng của tổ hợp LSB đã góp phần đáng kể tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành phố Vũng Tàu. Với dự án này, chúng tôi mong muốn góp phần tạo đà phát triển cho ngành hóa dầu tại Việt Nam bằng cách giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Mặt khác, dự án cũng khuyến khích đầu tư dài hạn vào các ngành liên quan trong chuỗi giá trị và sẽ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp hạ nguồn tại Việt Nam. Năm 2023, thành phố Vũng Tàu đặt ra mục tiêu giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 37.410 tỷ đồng, tăng 5,58% so với năm 2022. Thành phố đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng để đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 6 năm 2023 với 15,9 ha, đáp ứng yêu cầu di dời của 89 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động trong khu dân cư. Những cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có quy mô nhỏ không chỉ ổn định sản xuất mà còn có cơ hội mở rộng, phát triển, góp phần vào mục tiêu nâng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lên 19% trong cơ cấu kinh tế của thành phố Vũng Tàu ở năm 2030. Dự án khu công nghiệp tiểu thủ Thắng thành phố Vũng Tàu, đây là một dự án có nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Vũng Tàu, giúp thành phố Vũng Tàu thực hiện công tác di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ có nguy cơ gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, giúp cho người dân thành phố Vũng Tàu có một cuộc sống trong lành, giúp cho đô thị thành phố Vũng Tàu và ngành du lịch được phát triển theo hướng xanh sạch và bền vững. Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Suban Sanjo và thương hiệu Suban Sanjo tại Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ. Tham gia dự án, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có 3 doanh nghiệp gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Phương Xanh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm định Sông Hồng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Tấn Tài Lộc. Đúc rút bài học kinh nghiệm suốt giai đoạn vượt khó vừa qua, các cơ sở doanh nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp càng tự tin, chủ động trước dự báo nhiều sóng cả ở năm 2023.